mẫu xe MPV 7 chỗ Toyota Veloz 2022 mới chính thức ra mắt tại thị trường Malaysia, giá bán quy đổi chỉ từ 493 triệu đồng. Mới đây, mẫu MPV 7 chỗ Toyota Veloz 2022 đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Malaysia, với một biến thể duy nhất đi kèm giá bán từ 95.000 giờ em, tương đương 492 triệu đồng. Toyota Veloz được phát triển dựa trên nền tảng Daihatsu New Rover Architecture, DNGA, Xe có chiều dài tổng thể 4.475mm và rộng 1.750mm. Xe được trang bị dài đèn LED chiếu sáng ban ngày, đèn pha LED tự cân bằng với tính năng Follow me Home. Phần đuôi xe của Veloz có cụm đèn hậu 3 chiều trải dài toàn chiều rộng đuôi xe. Bên cạnh đó, xe còn có gương chiếu hậu gập tự động, đường dây mái được đánh giá có khả năng chịu tải lên đến 75kg hệ thống chuyển động được trang bị cho Toyota Veloz 2022 là động cơ xăng NGVE 1496cc, 4 xi lanh thẳng hàng, sản sinh công suất 106 PS tại 6.000 vòng trên phút, và mô men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.200 vòng trên phút, dẫn động cầu trước thông qua hộp số CVT. Ba chế độ lái được cung cấp là Power, Eco và Normal. Bên trong khoang cabin, xe được trang nội thất bọc da semi-laser, màn hình thông tin giải trí chính in hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay, xa không dây chuẩn kỳ 2.4. Ngoài ra, xe còn có hai ổ cắm điện 12V, một trong số đó nằm gần cửa sổ cho hàng ghế thứ ba. Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động. Người ngồi ở hàng ghế thứ hai và thứ ba có cửa gió phía sau gắn trên trần xe với công tắc điều khiển quạt riêng. Trang bị an toàn trên Veloz có hệ thống Toyota Safety Sense, bao gồm các tính năng như hệ thống cảnh báo trước va chạm, cảnh báo trạch làn, hỗ trợ giữ làn. Ngoài hệ thống an toàn chủ động TSS, Veloz còn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo xe phía trước khởi hành, màn hình quan sát toàn cảnh 3D PVM, phanh tay điện tử. Các hệ thống an toàn khác cho Veloz bao gồm 6 túi khí, ABS, kiểm soát ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360